Ba Sọc đâu hết rồi? Xin chào tất cả Ba Sọc. Kêu Ba Sọc lên đây phản biện mà không thấy Ba Sọc nào hết. Sáng nay hơi bị sung nên rủ Ba Sọc lên đây phản biện. Để chào Ba Sọc vô nói chứ nói giờ này không ai nghe. Hello, người mình hay Ba Sọc đây? Người mình hay Ba Sọc đây? Nếu Ba Sọc thì có gì phản biện lên đây nói chuyện à. Xin chào tất cả Ba Sọc cũng như người mình trong room. Nghe nói dạo này Ba Sọc đang nhắm tới cái vụ án của Trịnh Xuân Thanh đúng không? Trịnh Xuân Thanh nói là Trịnh Xuân Thanh đầu thú hay là bị bắt cóc. Thì xin nói như thế này nha. Trịnh Xuân Thanh nó là một quan tham nhũng, mình muốn bắt nó giờ nào cũng được hết, chứ không phải là bắt cóc như Ba Sọc nói nha. Mình còn qua tận Đức mình truy nã nó được mà. Là Trịnh Xuân Thanh đó. Trời ơi, sao nó dám lên anh Mai Dương? Nó thua thằng nít nữa mà. Có nó chỏ cái mỏm ở bên Mỹ đó anh. Nó chỏ mỏm ở bên Mỹ đó, nó hả nói chuyện nó hả bưng bô cho thằng Mỹ nha. Nó làm gì nó dám lên đây nó phản biện, bởi vậy em mới rủ nó nè. Nè Nguyễn Mẫu Ngọc nè, lên đây. Lên đây tôi mời chị lên luôn nè. Chị lên đây chị phản biện, sao chị chửi? Chị có cần tôi mời chị lên luôn không? Mày là phải lên nha. Không lên thì đừng lên đây mà chửi nha. Đây. Đó. Chửi bới mà không dám lên mà cứ chửi người ta ở dưới đó cầu phím làm gì chị? Lên đây phản biện nè. Sao chị chửi bác Hồ? Đâu nói nghe trai coi. Đúng rồi anh Mai Dương cũng nói cầu phím rồi anh. Làm sao mà nó dám lên đây nó phản biện với mình anh? Hôm qua 30 tháng 4 á, có đứa mà nó tức lên tới tận não tận đầu, nó đâu có dám làm gì mình. Nhục chưa? Có biết bao nhiêu ông cựu chiến binh ổng hả phải hy sinh cả đời của ổng để mà ổng hả giành giật lại đất nước với cái bọn Ba Sọc của chúng mày. Tụi mày nhớ chưa? Giành giật lại đất nước mà cũng phải giành giật nữa, là người ta bảo vệ đất nước tụi mày á, đất nước là đất mẹ, người ta coi như mẹ người ta. Còn chúng mày á, đem mẹ chúng mày đi bán cho ngoại bang, chúng mày là dòng máu Việt Nam mà chúng mày đem mẹ đất mẹ chúng mày bán cho ngoại bang để cho bộ đội thấy vậy, người ta chạnh lòng, người ta phải bắt buộc hả 10 triệu người miền Bắc cộng với 7 triệu rưỡi đồng bào miền Nam phải hả là hả đi diệt chúng mày. Nhục chưa hả? Cái lũ bán nước kìa, một thằng sĩ quan chính quy của chúng mày thua cả một ông dân quân du kích kìa, kìa. Nhớ chưa? Chửi người ta không Nguyễn Mậu Ngọc, chửi người ta làm được như người ta chứ. Bán nước tay sai tụi mày chỉ đáng để bưng bô cho bố Mỹ chứ làm được gì. Có Ba Sọc nào lên đây phản biện không? Lên đây phản biện nè. Tao nói mày nghe nè Nguyễn Bảo Ngọc, cái ba que mà tụi mày đang công thờ là nó như này nha, nó là của thằng Pháp, nó chuyển qua cho thằng Mỹ rồi thằng Mỹ nó xây dựng lên làm quân đội cho quay chứ đâu có quay phong gì đâu. Ha? Nha. Trời, vậy cả nít ảo, nít thật đó con.
lên đây nè, má má hù người ta kìa. Trời trời, chửi chửi người ta mời lên không dám lên. Ôi trời ơi, lên đây nè, lên đây chửi nè, ngồi đứa cầu phím không mà nói được gì ai đâu ạ. Nó cứ dám lên đâu à, nó núp ở dưới nó gõ phím thôi chứ dám lên. Nó lên là nó bị đuổi xuống liền chứ. Thứ giống mày là cái thứ trốn, trốn ở dưới mà ở dưới để mà mày cầu phím. Sống trọn kiếp lưu vong của chúng mày chứ có làm được gì đâu. Còn nghĩ lê nha, nghĩ lê nó bậy bạ quá nha. Lộ mặt là ở tù sao anh Mai Dương? Đâu dám lộ đâu, lộ mặt là đi tù. Đi tù rục xương nha. Nghĩ lê nè, nói chuyện có văn minh xíu đi. Mình biết lên nè, mình đừng có đem cái đầu của con chó lên đây mà mình cào phiến nha. Mình là con người, mình không rảnh mà nói chuyện với chó, giỏi lên đây phản biện chơi có dám không? Bởi vì thú vui của dân Việt Nam là chọc chó ba sọc. Nói chuyện bán nước lưu vong tụi mày có không có tô phở mà ăn để cho tụi mày biết. 2 giờ sáng rồi tụi mày phải thức dậy tụi mày đi làm như con trâu. Trời trời trời, lên đây tao tao rủ mày lên, xong mày lên rồi mày cứ ở đó mày nói cái gì không tôi vậy. Nào lên đây, tao rủ lên lần hai không lên tao lóc. Trời trời trời. Ăn hối lộ mà nè, nói mày nghe nha. Bà Nguyễn Thị Mai Anh nè, bà làm nè, bà buôn lậu ngay tại phủ đầu rồng. Mày biết cái gì mày nói. Mày biết cái gì mày nói. Mày đâu có biết gì đâu mày nói. Thứ mày, tao nói mày nghe nè, lúc mà nó ăn hối lộ, lúc mà nó hại dân, nó giết dân là mày ở dưới chân tao nè, chứ không được lên tới cái đầu tao đâu. Nghe chưa con chó? Nè, tao mời Nguyễn Bảo Ngọc lên đây. Tao mời mấy lần không dám lên mà ở dưới nó sảng. Mày vẫn mặt với tao rồi. Sợ tụi mày quá. Trời ơi, anh mày đâu có sợ ai. Hối lộ ăn hiếp dân hả? Ăn hiếp dân là có con ba sọc hiếp dữ lắm nè. Tới con gà của dân nó còn lấy mà. Đúng không? Cái con gà thôi cũng tha nữa mà. Gà ăn vịt con heo rồi ăn cắp hết. Tiền có quyền, có tiền có quyền là mấy thằng ba sọc ấy, bởi vậy nó phái tiền đô lắm. Nè, lên đây phản biện với tao, mày dám không? Thứ tụi bay là chỉ có ngồi ở dưới cầu phím. Trời trời trời. Đây nè, nói nghe nè, lên đây nói chuyện, đừng có ở dưới nói xàm. Nói xàm, nói xí, nói bậy là bắt đầu là anh bí lý luận mới nói bậy không nghĩa lên. Bí lý luận rồi là anh bắt đầu anh nói bậy, anh cào xàm. Anh cào phím xàm, xàm xí anh. Ủa, mình lay, mình 6 người xem rồi sao, 7 người xem rồi sao, là người ta yêu nước người ta mới xem. Như tụi mày ai ngó tới.
tao còn ghét thêm như đó. Tao cần những người yêu nước chứ đâu phần cần người 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 gọi là vô coi để tao câu view nha. Tao cần những người yêu nước chứ đâu cần người vô coi để tao câu view câu like như tụi mày đâu. Cần số, cần chất lượng chứ không cần số lượng nha. À đúng rồi, xài cá tiền đô la Mỹ, đúng rồi. Tiền riêng của nó bị mình quăng sọt rác lâu rồi anh Nguyễn Trương ơi. Quăng sọt rác từ lúc mình vô là mình đổi tiền quăng sọt rác hết rồi còn đâu nữa. Nhục. Trời đi 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 đi, tao đuổi mày đi luôn á. Ừ. Mày đi đi Nghĩa Lê, ai đón mày đâu mà mày kêu. Mày kêu như là mày vô nhà người ta đã, mày không chào hỏi ai một tiếng, cái thứ vô văn minh, vô văn hóa mất dạy. Mày Nguyễn Hà Văn, mày là thằng nào? Lên đây phản biện với tao này, dám không? Trời ơi, từ chối không dám lên mà sầm sàm. À, Nguyễn Văn Bình hả? Ai nói ai con nít ranh. Cái đầu óc của cộng sản á, là lắc ra sàn để cho mày biết. Từ 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 tao kêu lên nói chuyện. Nguyễn Bảo Ngọc cứ nói gì bưng bô ai, bưng bô ai giống như mày bưng bô Mỹ vậy. Tụi tao không có bưng bô nha, tụi tao không có bưng, không giờ bưng bô. Tao giải phóng đất nước là cho người Việt Nam chứ không cho ai hết. Còn tụi mày giữ đất nước đó là tụi mày bán nước cho thằng Mỹ, nhớ chưa? Trời trời trời, Nguyễn Văn Bình chửi kìa, chửi kìa. Từ từ. Ai cuồng? Không ai cuồng. Lãnh tụ tụi tao thì tụi tao phải 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 là gọi là tụi tao tưởng nhớ vậy thôi. Ai mà cuồng như tụi mày cuồng Mỹ. Ê, bưng bô tàu 1979 là tụi tao đánh tàu nó chạy xúc cái quần luôn á, chứ ở đâu mà bưng bô. Mày cần tao cho vi coi video lại không? Tao đưa cho mày coi. Nhớ lên. Nguyễn Văn Bình phản biện gì vấn đề gì? À, thì cái vấn đề mà tụi mày nói là cộng sản giết dân hay ức hiếp dân gì, hay là gọi là trước giải phóng là tụi tao như thế nào, tụi tao ác như thế nào á, tụi bay lên đây tụi bay nói coi để tao phản với tụi mày. Trời ơi, nói chuyện cu gái thôi Nguyễn Bảo Ngọc này chứ. Thôi đừng nói chuyện cu gái đây nha, lóc nha, tin không? Còn nếu mà muốn ở lại thì phản biện cho đàng hoàng. Không, tao vẫn để tụi mày ở lại để tụi mày phản biện với tao. Nói chuyện bản chất của ba sọc là chỉ có mất dạy vô giáo dục chứ có giáo dục gì tụi mày. À, Mỹ đâu lấy đất nào đâu mà nó cắm cờ ngay trên Việt Nam đó mày. Cắm cờ ba sọc nó rước vô cắm cờ ngay trên Việt Nam rồi năm 73 bị tụi tao đuổi ra như con chó đó, nhớ không? Rồi 79 thua tay tôi. Mày biết cái gì Nguyễn Văn Bình? Thua tay tôi. Tao nói mày nghe là dân quân nè, dân quân du kích đánh cho thằng Tàu nó chạy sức quần. Mày biết cái gì mà thua tay tôi? Năm 74 tụi mày thua tay tôi với thằng Tàu kìa. Tụi mày bỏ Hoàng Sa cho thằng Tàu kìa. Tụi tao phải lấy đặc công để tao đi chiếm lại kìa. Nói chuyện dân đảo cho Philippines nữa kìa. Thua ai? Năm 79 thua ai? Mình đánh nó chạy mà thua ai? Còn cái thằng năm 74 mà bị thua mà cái hạm HQ-10 mà bị bắn cho ngã luôn đó là cái thằng Mỹ đó. Nói chuyện ở Bắc đảo là do Mỹ đó, đâu phải tụi tao. À trời 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 trời, ba que một que đâm nhân dân thì tổ quốc danh dự trách nhiệm tụi mày là cái gì? Tổ quốc của tụi mày tụi mày đem bán rồi, nhớ chưa? Rồi tụi tao phải lấy lại, nhớ chưa? Danh dự của tụi mày là cái gì? Là được bố Mỹ trọng dụng à. Trách nhiệm tụi mày là giết hại nhân dân chứ tổ quốc danh dự trách nhiệm cái gì? Mất đảo là do thằng Mỹ,
ngoài cộng sản cái đầu chưa sạn không đó. Bây giờ nó khôn lắm, đâu ngu như mấy 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 thằng mà mấy thằng ghế lê, mấy thằng đu càng chạy 30/4 đó. Vừa đánh tới Biên Hòa đó là tụi bay chạy như là con chó vậy, nhớ vậy. Trời trời trời, chưa biết ông nội tao à, ông nội tao du kịch nè, vẫn mặt chứ tao thôi thôi thứ tụi mày à, nào lên đây phản biện giờ tay. Trời trời trời, mày còn kêu nó ngụy mà đúng không, thì mày đâu có tin tưởng nó đâu, vì nó bán nước mày mới kêu nó ngụy đúng không Nguyễn Môn Ngọc? Mày nó bán nước, bản chất nó là bản chất chó đẻ, mày mới kêu nó ngụy. Chính thể của tụi mày hả? Nè, nói mày nghe là từ trên xuống dưới tham nhũng, từ Thiệu cho tới hả thằng Dương Văn Minh, tất cả đều tham nhũng. Đó là cái lý do tại sao mà có đảo chính liên tục. Giải đáp đâu không biết, cho tao thấy là bắn chết nhiều ngụy lắm đó. Trời 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 trời, tao nghe mấy ông già ông cả kể lại, kể cả những người đã mang thương tật do chiến tranh, những người ta kể lại là tụi bay ác tập như thế nào và tao cũng đã biết rồi, nhớ chưa? Tiên truyền hả, mày tính tiên truyền dối trá ai? Tiên truyền mày nghe, tụi mày tiên truyền, tụi mày đem chính sách ngu dân vô 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 Việt Nam để tụi mày hả đầu độc nhân dân, rồi hả Bác Hồ phải mắc công đi tìm đường cứu nước nè. Rồi bác về, vừa nghe Bác Hồ về mà lập mặt trận giải phóng, tụi bay teo hết rồi, đâu còn nào dám đánh. Tụi bay sợ mặt trận giải phóng lắm, tao biết, tại vì mặt trận giải phóng phải của miền Bắc mà của miền Nam, người ta do bị ức hiếp quá nhiều, người ta mới hả lập ra mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, nhằm mục đích giải phóng miền Nam, giành lại độc lập cho đất nước nhờ bộ đội miền Bắc vô. Trời trời trời, bán nước cho tàu, người ta đánh tàu mày kêu bán nước cho tàu. Bán nước cho tàu bán chỗ nào? Trời, anh mày sắp đi mổ mắt nè con. Anh mày sắp đi mổ mắt nè. Có nhiều tiền đâu mày tụt nè. Tụi bay ở bên Mỹ được cái danh bên Mỹ thôi, chứ đi làm, đi làm như một con thú, còn ở đây là người ta được nghỉ lễ, tiền lương ha, rồi tiền thưởng là phủ phê thoải mái đó, chứ không phải như tụi mày. Nói tụi tao bán nước bằng chứng đâu, bằng chứng là cái công hàm bán nước, để tao nói mày nghe nè, cái công hàm đó tao in ra giờ mấy chục bản cũng được, mày nhớ chưa? Tụi bay chỉ là những cái thứ làm ra những cái đó để làm chi, xuyên tạc thì làm gì, tụi mày in ra tụi mày xin tạ, tao in ra không được vậy. Luật 10 năm 10 10 10 năm chín là tụi mày chặt đầu bao nhiêu người, lê mày chém khắp miền Nam, dân thường tụi mày cũng chặt đầu nữa, nhớ chưa? Thèm thèm phản biện hả, hay là mày sợ? Tao mời mấy lần mày không dám lên, mày sợ lắm, mày sợ người cộng sản lắm, tụi mày sợ lắm, nhớ chưa? Ai làm sao, người cộng sản người ta nói ra sự thật, còn tụi mày là những người sợ sự thật. Nổi cái năm 75 người ta mới đánh tới Biên Hòa không, mà tụi bay đã chạy suốt cái quần tụi bay rồi, chưa tới Sài Gòn đâu, mới tới Biên Hòa thôi tụi bay đã chạy suốt cái quần rồi. Vậy là trách nhiệm của tụi bay là gặp cộng sản vô là chạy đó thôi, chứ đâu dám đánh, đánh sẽ chết làm sao. Nói nghe là người cộng sản là không bao giờ chạy bất cứ kẻ thù nào, từ Pháp tới Mỹ, từ Trung Quốc cho tới tất cả kẻ thù, chỉ cần đụng một đất của Việt Nam thôi là người ta sẽ đánh liền, mày nhớ chưa? À đúng rồi, đi đi, trời ơi mày sợ mày mới đi chứ không, ở đây mày nghe tiếp rồi, đi đi Nguyễn Mẫu Ngọc, đi đi nha, cái diễn đàn của tao nó sập xíu.
thứ tụi mày là bám đích đu càn, tụi bay nhớ chưa? Bám đích đu càn chỉ làm cái gì đủ. Nó nghe là mấy thằng mà bị kích Mỹ mà nó đi vô 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 rừng đó là nó sợ bộ đội lắm, sợ teo gái của nó hết chứ ở đó. Mà mấy anh đã vô diễn đàn công nhận không, khi mà bị kích Mỹ mà đụng bộ đội là nó rất sợ thề luôn. Em thấy nó sợ bộ đội cũng không nổi nữa. Trời trời. Ủa ta lé có liên quan gì tới mày không? Tự nhiên người ta đang nói về cái phản biện chính trị, mày lôi cận lé vô đây làm gì Nguyễn Mông Ngọc? Tự nhiên lôi cận lé vô đây, cái quan trọng là bản lĩnh chính trị của mày tới đâu, chứ không phải là cái chuyện mà tao bị cận tao không được nói chuyện chính trị, nhớ chưa? Lực chính trị của tụi mày là khi mà tụi tao dồn quân chủ lực, tụi tao đánh ở Buôn Mê Thuột, và tụi mày còn nghĩ đó là cái kế nghi binh của tụi tao. Buôn Mê Thuột tụi tao đánh Nam Tây Nguyên, Bắc Tây Nguyên, tụi mày còn không biết đánh ở đâu. Lúc đó ngồi ngồi cái ông tướng pháo binh, ông ngồi phân dân đúng đó, đánh đâu có biết đâu, có biết đâu mà đánh. Tụi mày không có bản lĩnh chính trị, tụi mày nhớ chưa? Lĩnh chính trị. Đánh ai? Đánh đấm như tụi bay hả? Nè đem về đi dục đi, vũ khí trang bị tặng răng mà đánh như là kiểu như đánh thuê mà đâu có lòng yêu nước đâu, cho nên là đánh đại, ai chết chết, dân chết cũng được, cộng sản chết cũng được, miễn tụi bay có tiền thôi. Tụi mày đồng tiền quan trọng như sinh mạng của người dân mà tụi mày, mày cứ suy nghĩ một chút đại, tại sao mà người dân không đi ra khỏi vùng giải phóng mà người dân lại ở chung với bộ đội? Người ta thích vùng giải phóng, người ta thích bộ đội còn hơn của mày. Thôi đi đi Bảo Ngọc, đi đi Ngụy Nô bán nước không có quyền nói chuyện ở đây, tụi bay không có quyền can gián tới đất nước, tại vì tụi bay là những thằng bán nước. Đúng rồi, quân đội hạng tư thế giới chạy tụt quần đu càng vượt biên chiếm Cali. Biên tự nhiên cái đi vượt biên, người ta vô giải phóng cái đi vượt biên, tụi bay sợ sự thật được phơi bày, sợ nhân dân hả, là giết chết tụi bay, nên tụi bay mới vượt biên trốn sự tầm nã của nhân dân. Thứ tụi mày là thứ ác thôi. B-52 của tụi mày hả? Tụi tao bắn, tụi tao đi bán ve chai hết rồi. Ở đó mà khoe quân lực hạng tư thế giới, tụt quần chạy đánh còn không lại dân quân du kích. B-52 thì tụi tao không biết bắn bao nhiêu chiếc, 100, 200 chiếc, 300 chiếc. Đúng rồi, nhân quần nữa. Mắt lát có liên quan gì tới chuyện mà nói chuyện chính trị đây? Quan trọng ở đây là cái bản lĩnh chính trị nha, bản lĩnh chính trị. Sao ta đang nói chuyện chứ mày sủa, tụi mày mới đang sủa, không có lý luận để nói đó. Nên tụi mày mới 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 hả ngồi cầu phím chứ, nãy giờ tao mời là lên rồi, nếu mà tụi bay có lý luận tụi bay nói.
Nó nghe nè, tụi mày hồi nhỏ hồi trước 75 là tụi mày có để cái chữ mà muốn thống nhất đất nước phải có ông Ngô Đình Diệm hả? Xin lỗi mày chứ một ông Hồ Chí Minh thôi người ta đã thống nhất được rồi, không cần tới Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Cẩn là những tên ác quỷ với cái luật 10 năm 10 năm 9 á, chặt đầu cũng bao nhiêu người tụi bay có biết đâu. Thứ tụi mày là cái thứ già mà ngu. Già mà ngu. Anh Ngô Dũng em nói nghe nè, biết cái lúc mà mình đánh Buôn Ma Thuột, nhớ nhớ hoài. Mình đánh vô cái sư 23 bộ binh của nó đó, mình đánh vô trống rồi mình dồn tổng lực mình đánh. Mà ông Phạm Văn Phú nó mang mang cái hàm thiếu tướng đó, mà nó còn cứ ở ở ngoài nó kêu nghi binh, nó không có đánh tổng lực nghi binh. Lúc đó là chiếm luôn cái Buôn Ma Thuột rồi. Gì cách còn cái vụ khách sạn Caravan mới giữ nữa, khách sạn Caravan là người ta gì cộng người ta đi vô tới 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 trong khách sạn đó, người ta đặt cái bơm rồi người ta hoành lại, người ta chưa chưa bật đồng hồ người ta hoành lại, người ta dặn lại đồng hồ luôn mà nó còn không biết, nó còn không biết. Ngu chứ, vậy là ngu rồi. Năm giờ sáng tụi tao tấn công như Sài Gòn ngày 30 tháng 4, tức là ngày hôm qua đó tụi tao tấn công như Sài Gòn từ 5 giờ sáng, mà 11 giờ 30 tụi tao đã giải phóng Sài Gòn, đó là một ngày bằng 20 năm đó. Một ngày bằng 20 năm đó, chỉ đi bộ thôi mà tụi tao mất 10 ngày, 10 ngày là tụi tao đã vô được Sài Gòn rồi. Nhưng mà trước đó tụi tao đi 3 tháng đó. Đi 3 tháng đó. Nhưng mà sau đó, sau cái chiến dịch Hồ Chí Minh là tụi tao đi 10 ngày, tụi tao vô được Sài Gòn chỉ đi bộ nha. Còn tụi mày á, xe Jeep tụi mày á, chạy còn không kịp cái kìa. Nghe bộ đội vô cái trời ơi, chạy không kịp. Chiến thuật của tụi mày, chiến thuật hả? Việc người liều mạng đúng không? Mỹ kêu người liều mạng đó, chiến thuật đó là để nó chạy đó, người liều mạng. Chạy không còn một thằng. Hỗn quan hỗn quân chạy vòng vòng tuột quần, cởi quân phục bỏ chạy. Danh dự tụi mày đâu? Không có tử thủ anh. Ông thì ủng hộ tử thủ rồi đó, còn 26 tháng 4 cái ông đi mất tiêu rồi. Ông đi với bà Nguyễn Thị Mai Anh. Ông đi với bà Nguyễn Thị Mai Anh đi mất tiêu rồi. Ngày 26 tháng 4 đó, trong khi ngày 20 tháng 4 đó ông kêu là tử thủ. Tử thủ cái gì, còn cái gì nữa đâu mà tử thủ. Khi mà tướng Lê Trọng Tấn vô xin ý kiến của đồng chí tổng bí thư Lê Dũng, kêu là bây giờ nó đang chờ, nó đang chờ quân vô để mà nó quân chi viện cho Sài Gòn. Cái ông Lê Dũng ông nói vào bằng đường nào, ai cho nó vào, đâu còn đường đâu mà vào. Vào bằng đường nào, ai cho nó vào. Đúng rồi, nhờ Mỹ viện trợ mới vậy chứ không 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 nhờ Mỹ. Năm 73 Mỹ nó rút xong, 2 năm sau nó tan tành. 2 năm thôi chứ đâu cần nhiều đâu. Ok anh, ok. Để chút em lưu lại anh Ngô Dũng. Do Mỹ cắt viện trợ, hồi xưa Mỹ còn viện trợ tụi bay còn đánh đánh không được, như cọng bún thiêu vậy đó. Rồi đổ thừa Mỹ cắt viện trợ. Cái vũ khí của Mỹ mà vào tay của quân giải phóng còn giải phóng Sài Gòn nhanh nữa. Không cần tới 30 tháng 4 đâu con. Này không được anh Tuấn Nguyễn ơi, dạy nó cách học làm người nó cũng đâu phải người đâu, nó chó mà.
chó theo đuôi Mỹ mà mình dạy nó cách học làm người nó cũng đâu biết. Nó không có biết cách học làm người vì nó là chó. Em thấy nãy giờ em kêu nó lên nó phản biện với em mà nó cứ ăn 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 ở, đâu phản biện được đâu. Ngày qua nghe nói trên Dinh Độc Lập có đua xe đạp mà đi coi không được. Buồn ghê. Mang hàm thiếu tướng, tại tức tức ông Phạm Nhân Phú là mang hàm thiếu tướng mà cứ không biết đánh, không biết đánh đấm gì hết. Mang hàm thiếu tướng làm chi vậy? Mang hàm thiếu tướng làm chi rồi không biết đánh đấm cho cả với cả thằng đại tướng Westmoreland của Mỹ nó còn thua, đừng có nói tới thằng Phạm Văn Phú của Việt Nam diệt ngụy. Năm mũi tấn công của mình đi đi vô Sài Gòn 5 giờ sáng mà trên cái cầu Sài Gòn tụi nó còn tử thủ cầu Sài Gòn với những cái vũ khí cùi bắp của Mỹ, pháo M79 với mấy cây súng mà 16. Lúc đó tăng mình chỉ cần bắn một cái thôi là sập cầu đó, mà mình không có bắn, nó phá cầu nó không cho mình vô, mình phải nhờ công binh mình sửa lại xong rồi tăng 2 3 mới vô được Sài Gòn. Phá hoại gọi là phá hoại công trình đất nước vậy, đâu kiến thiết đất nước đâu. Phá hoại công trình đất nước là đâu kiến thiết đất nước đâu. Vậy mà kêu xây dựng đất nước. Tụi mày đã phá rồi, phá tụi bay phá cầu Sài Gòn mà phá là tụi tao phải vô, tụi tao sửa lại tụi tao mới vô được Sài Gòn. Vậy mà tụi mày kêu kiến thiết cái gì, phá banh Sài Gòn với kiến thiết cái gì. Tụi mày kiến thiết bằng cách mà xây nhà thổ chiếu gái xung quanh Sài Gòn mà chơi 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 gái chơi cũng đủ rồi, tụi mày còn bắt luôn vợ chiến hữu của tụi mày chơi, xong vợ tụi mày cho mấy thằng Mỹ chơi hết rồi. Nói đúng không? Đúng quá mà. Nó đài đỏ tụi bay ra bốn vùng chiến thuật để làm chi, nó ở nhà nó rù quánh vợ tụi bay làm gì, biết cái gì nấu, đưa ra làm bia đỡ đạn cho tụi bay chứ làm gì đâu. Tụi bay chỉ là những cái bia đỡ đạn thôi. Tôi tưởng đâu biệt kích lôi hổ hay lắm, có cuộc đi vô rừng mà gặp bộ đội cái chạy xúc cái quần. Nói nghe nè, muốn chiếm được đất nước phải chiếm được lòng dân, nhớ chưa, thiên thời địa lợi nhân hòa tụi bay mới chiếm được đất nước, chứ không phải cứ đem cái quân đội hạng tư, mà không phải bây giờ không phải là quân đội nữa mà hỗn quan hỗn quân, cũng không phải hỗn quan hỗn quân mà những kẻ lưu vong bán nước hạng tư của tụi mày ra, tụi bay hù nhân dân, hù ai được đâu. Đem tăng M48 B52 tên kêu 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 mát Haram nó cứu tụi bay, cứu được đâu, cứu được đâu. M48 có B40 trị nè, B52 chỉ cần súng trường bộ binh thôi trị được à, biết cái gì đâu mà. Kêu nó kêu là ở Sài Gòn là hoa lệ tráng lệ, tụi bay có biết ở những cái vùng nông thôn mà tôi biết mấy thằng ác ôn cỡ nào, nó xây những cái ốc chiến thuật, nó đưa người dân vô trong ở, không ở đó nó giết chết, tụi bay có biết không?
đặc công rừng sát, nói tụi bay nghe nè, đặc công rừng sát, tụi bay nói tụi tao ham tiền bán nước này, đặc công rừng sát đốt 20 triệu, 20 triệu đô của tụi bay đó, trong khi tụi tao lấy 20 triệu đô đó đó để tụi tao mua vũ khí tụi tao đánh tụi bay được, nhưng mà tụi tao đốt 20 triệu đô của tụi bay. Vậy ai ham tiền, ai bán nước, tụi tao chiến đấu đó, là vì lý tưởng của tụi tao, để giải phóng dân tộc, đưa hai miền trở về thống nhất. Không thể nào một đất nước mà hai quân đội được, tụi bay hiểu không? Đâu có hiểu đâu. Tụi bay muốn chia đôi đất nước để tụi bay bòn rút miền Nam, mà bòn rút cho hết tài nguyên mà đâu cuộc đâu được. Tại vì mặt trận dân tộc giải phóng là khắc tinh của tụi mày. Vậy khi mà mặt trận dân tộc giải phóng được thành lập là dân miền Nam theo hết, theo hết luôn. Nhưng mà có nhiều người ta không nói, mày thấy 30 tháng 4 không, khi mà bộ đội vô, bộ đội đâu cần đưa cờ đâu, nhưng mà cờ người ta có hết, chứng tỏ người ta đã theo từ lâu rồi, chứ không có kiểu mà như tụi bay nói mà ghét bộ đội, người ta đã theo từ lâu rồi. Lúc cái lúc mà vô nha, vô giải phóng xong đưa cờ, đâu ai đưa cờ đâu, không ai đưa cờ hết, nhưng mà người ta có những cái cờ nhỏ cờ lớn người ta có hết. Đó là cái quyết tâm thống nhất đất nước của người ta. Một đất nước hai quân đội, tụi bay thấy Triều Tiên không? Một nước nghèo, một nước giàu. Một đất nước hai quân đội, trong khi một dòng máu của người dân Việt Nam, tụi bay chia ra, tụi bay làm hai lãnh thổ, hai đất nước. Vậy thì ngu hay khôn? Vậy ngu chứ khôn cái gì? Nói nghe nè, Tướng Giáp đã nói một câu, dù có đốt, phải đốt cháy dãy Trường Sơn, cũng phải giành lại độc lập cho đất nước. Dù có hy sinh tất cả người dân đi nữa cũng phải giành độc lập cho đất nước. Thà chết dinh mà hơn sống nhục. Đó là người cộng sản không thích, không có khuất phục một ai. Từ Pháp tới Mỹ, tất cả các đế quốc, mà tụi bay đâu phải là Mỹ không? Việt Nam Cộng Hòa, Mỹ, các nước chư hầu của tụi mày nữa, nhất là thằng Hàn Quốc, nó cập bến Rồng Xanh, Mãnh Hổ, Ngựa Trắng, nó cập bến ở cảng Cam Ranh, Khánh Hòa, nó giết người tới lòng căm phẫn của bộ đội lên, tụi bộ đội chỉ nói một câu, xé xác Rồng Xanh, phanh thây Mãnh Hổ, là người ta xé xác đó. Làm sao lại mấy ông nhân dân đi giúp lớp Mãnh Hổ Rồng Xanh của tụi mày cũng không lại, mà tụi bay lại gì, đem đại bàng của tụi mày đi nướng luôn bây giờ chứ. Bao que đâu hết rồi ta, sao im re vậy, nãy người nãy nói dữ lắm rồi ta. Nãy nói dữ lắm, nói dữ lắm, nãy bao que nói dữ lắm mà sao bây giờ không có ai hết. Hy sinh một, đúng rồi anh, nó nhột nó chạy rồi, suốt cuộc đời nó chỉ có đội quần cho Mỹ để chứ làm được cái gì đâu. Sướng, tụi bay tưởng Sài Gòn sướng mà đó là bề ngoài tụi bay thấy, bề ngoài tụi bay thấy thôi, chứ thật ra bên trong nó là một cái bộ máy chính quyền đen tối. Điển hình là cái Philippines đó, nó vô nó chiếm đảo không cần một viên đạn, nó chiếm đảo không không cần một viên đạn đó, trong khi đó tụi bay nhận nó làm đồng minh, chiếm đảo không có không cần một viên đạn. Rồi rồi là tụi tao phải mất công để kêu đặc công đi chiếm lại, không biết có hy sinh người nào không, nếu mà có hy sinh là tụi bay còn có tội với dân tộc nữa nha. Tao không cần biết tụi mày như thế nào, nhưng mà tao chỉ theo một cái chế độ nào mà 90 triệu dân người ta đi theo. 90 triệu dân họ đồng ý chế độ đó, và không có cuộc đảo chánh nào ở chế độ này. Nhớ chưa?
chứ không phải như tụi bay mà trước trước 75 là toàn đảo chính không, đảo chính điển hình là các cuộc đảo chính như lật Dương Văn Minh, lật lật ông Ngô Đình Diệm, rồi lật tùm lum hết đó. Loại tụi mày là thời loại, tụi mày hiểu không? Còn tụi tao là những người bình loại, tụi tao mới là kiến thiết đất nước. Đau cái gì? Họ toàn thấy dân ở những nước thiên nam sao chạy trên những nơi tư bản bóc lột đang lẽ phải ngược rồi chứ. Hả, nói nghe nè, thanh thanh triều đó, nhờ nó chạy vậy tụi bay mới có cớ. Tụi bay nói là tụi tao đã xuất khẩu người ra nước ngoài đó, tụi tao bán gái bán đồ ra nước ngoài. Thật ra nó tự ra nó đi kiếm chứ tụi tao đâu có bán đâu. Tụi đó tụi bay như vậy đó, tụi bay mới có cái cớ. Tụi bay nói tụi tao bán người ra nước ngoài, thật ra tụi tao không có bán, không bán ai. Tụi tao còn phải đi mất công đi cứu tụi nó nữa kìa, đi cứu tụi nó, tao phải hy sinh nữa kìa. Đi qua bển nó nè, tư bản nó qua bển hay quá đó, nó bắt làm nô lệ tình dục đồ kia đó. Nó tư bản là vậy đó, là tư bản là một người Việt không có một tô phở để ăn, 2 giờ sáng phải bắt vậy bòn rút cái thân thân xác người ta, sức lực người ta, 2 giờ sáng phải bắt người ta vậy, người ta đi làm. Đó là tư bản, tư bản là có những cuộc khủng bố đó, IS khủng bố tùm lum đó, đó là xứ sở tự do của tụi này đó. Tự do vậy đó không? Rồi đa nguyên đa đảng của tụi mày làm sao để các đảng nó giết nhau để nó giành bá chủ đó hả? Rồi đa nguyên đa đảng đó hả? Chỉ có một đảng thống trị duy nhất và một đảng được công nhận thì mới không có giết chóc, mới được an bình, vì một nước chỉ có một vua, nhớ chưa? Một nước nó chỉ có một vua, một nước mà nhiều vua là chắc chắn sẽ có chiến tranh. Chính tụi mày là nòng cốt gây ra chiến tranh với tụi mày với Mỹ đó. Là cái vấn đề mà đa nguyên đa đảng, nó là tụi mày là nòng cốt gây ra chiến tranh. Nói chuyện có trình đâu mà nói chuyện với tao. Tới tôn giáo mà người ta tu hành, tụi mày còn kêu lập đảng ra để mà bảo vệ tụi mày nữa mà. Rồi lập lập nhiều đảng đi rồi giết nhau rồi cuối cùng là nhân dân nó chịu khổ chứ ai đâu mà. Rồi đó, nó nói mấy câu rồi nó lại đi rồi đó. Ba sọc là chỉ có vậy thôi chứ đâu có làm được gì đâu mà. Trong khi người ta đang hướng tới hòa bình và phát triển đất nước thì tụi bay cứ ôm hận rồi tụi bay gây ra chiến tranh, mà cũng gây ra đâu được đâu à, tụi bay đâu có quả lực vũ khí đâu mà gây ra chiến tranh. Cứ cặp mở cái mồm ra nó xàm nó xí trên mạng thôi chứ làm được cái gì đâu. Hôm bữa thấy có cái clip tụi bay cũng nhớ cái HQ10, đem cái chiến hạm bằng giấy ra hù người ta đó. Hù ai mà cái tàu đó đó là bị Trung Quốc bắn, nó bắn rớt tàu đó, sao tụi bay không nói. Mà cái tàu đó, đó là quân đội hải quân chính quy của nó đó mà bị bắn rớt tàu vậy đó, còn dân quân của mình thôi, chỉ là dân quân không phải chính quy mà người 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 ta đánh, người ta đánh mà thấy Trung Quốc bỏ chạy, dân quân thôi. Khi mà Trung Quốc nó nghe quân chính quy về đó là nó chạy liền. Tại vì sao? Tại vì nó sợ nó mới chạy. Còn mà khi Trung Quốc mà nó nghe quân chính quy của tụi mày á là nó đâu sợ đâu, tại vì đưa tiền cho tụi mày là tụi mày sẵn sàng, tụi mày bán nước không cần tốn viên đạn nữa kìa.
dân quân du kích mà đã đánh như vậy đó, đánh cho toàn bộ cái thằng Trung Quốc nó chạy, mà Trung Quốc nó đưa qua toàn là tướng tá không, mà thua dân quân du kích. Tụi mày cũng vậy, tụi mày toàn tướng tá mà tụi mày thua những dân quân du kích, tụi mày có thấy nhục không? Nhục chứ, nhục đội quần luôn chứ, mà đâu dám nói đâu, nói ra người ta biết mình ngu làm sao. Cái Củ Chi đó, tụi tao xây nguyên cái địa đạo đó, tụi bay có biết đâu, đâu có biết đâu, thì tụi bay ngu. Cái nơi nguy hiểm nhất chính là cái nơi an toàn nhất, đó là cái lý do tại sao mà tình báo của tao có tràn ngập trong Dinh Độc Lập, mà tụi mày cũng không biết, làm chức cao cao trên thượng lương của tụi mày luôn á, tụi mày cũng không biết. Tướng tá như ông Hai Long đó, Vũ Ngọc Nhã đó, làm đứng kế bên ông Ngô Đình Diệm, làm thư ký cho ông Ngô Đình Diệm cho tới Nguyễn Văn Thiệu, mà tụi tôi có biết đâu, ông có biết, không có biết gì đó. Cho tới ông Hai Trung, Phạm Xuân Ẩn đó, thiếu tướng quân đội nhân dân Việt Nam, tụi mày cũng không biết, cũng làm trong Dinh Độc Lập đó, tụi mày cũng không biết. Quen tới tướng tá Mỹ đó, tụi mày cũng không biết. Ngu, cái bộ máy phản gián của tụi mày thua một, còn thua cả một người đàn bà, tức là cô Đinh Thị Dân. Cô Đinh Thị Dân, cô vô trong đó, cô vô trong đó cô vẽ hết toàn bộ sơ đồ miền Nam đưa ra ngoài cho Bộ Chính trị. Tụi bay có biết không, cái bộ máy phản gián của tụi bay thua cả một người đàn bà. Vậy mà tụi bay đòi đánh ai? Phản gián còn không được thì sao mà đánh giặc? Những cái thằng tình báo của tụi bay á, len lỏi vô quân đội nhân dân á, tụi tao bắt ra từ từ hết, bắt ra từ từ, tụi tao điều tra liền, tụi tao bắt ra hết, tụi bay có làm được điều đó đâu. Nhục, thua một người đàn bà là chỉ có đội quần chạy trốn. Thua một lão nông người Thanh Hóa, ông là ông lão, em nghĩ tuổi chắc cũng là bảy bảy tám mươi tuổi đó. 70-80 tuổi mà dám cầm súng trường hạ B-52 của tụi bay có dám không? Đâu dám làm điều đó. Thua một ông lão rồi kìa. Các chị đàn bà nè, ở cái tiểu tiểu đội Phao Minh Ngư Thủy đó nha, bắn tàu của tụi bay cháy biết bao nhiêu cái tàu đó. Quân đội hạng tư mà thua đàn bà làm ăn cái gì, có làm được gì đó. Khua môi múa mép là giỏi chứ đâu có làm được gì đâu. Bây giờ điển hình hiện tại là tụi bay thua thằng con nít luôn, kêu phản biện không dám phản biện luôn, không dám phản biện luôn. Con nít mà tụi bay còn thua mà tụi bay nói ai? Được. Nó nghe nè, tụi bay nói tụi tao ác không? Vậy thì tụi tao nói cho nghe nè, nếu mà tụi tao ác là lúc tụi bay vượt biên mà đi trên mấy cái tàu là tụi tao bắn cho một trái pháo là tụi bay không còn đường để tụi bay ngồi đây, tụi bay cầu phím, tụi bay nói xàm đâu nha. Rồi tụi tao quá nhân đạo, tụi tao không bắn tụi mày, tụi tao nghĩ là người Việt với nhau nên tụi tao không bắn mày. Chứ mà những cái tàu vượt biên của tụi mày lúc đó tụi tao chỉ cần bắn một trái pháo thôi là tụi bay chết hết, chứ không có ngồi đây nói xàm được. Tuyên truyền dối Mỹ, mày Mỹ ai? Tụi mày nghĩ tụi mày còn còn có thể tuyên truyền cái chính sách ngu dân của tụi mày được hết được rồi? Bây giờ ai cũng biết hết rồi, đâu có tuyên truyền nữa đâu. Ủa mà đâu hết rồi ta? Đi nữa rồi hả? Đi nữa rồi, nó bỏ đi nữa rồi, mình nó không vô nó nói nữa. Đã kêu lên phản biện không ai dám lên đó, đâu có lý luận đâu mà phản biện. Mà tụi này chắc chưa học hết cấp 3. Hồi đó chắc nghĩ chắc tướng tá đâu ai đi học, đâu có tiền đưa rồi vô thôi, chứ đâu ai đi học có học hành, không học bởi vậy đâu biết chiến thuật gì đâu mà đánh đại, đánh bừa đánh càn.
mang danh quân đội chính quy, mang bót đội nón sắt, mà cuối cùng bị mấy ông đội nón giấy đánh cho sấp mặt. Nón cối tụi tao bằng giấy đó, không phải nón sắt nha. Dài tụi tao là dài dải chứ không phải dài bót như tụi bay nữa, vẫn đôi khi là cái đôi dép râu nữa mà tụi tao đánh cho tụi bay hả, chạy xúc cái quần tụi bay, bỏ quân phục tụi bay chạy. Nhục chứ, hỏi mấy anh nón sắt, nón sắt mà thua nón giấy nhục chứ. Mạnh nhất thế giới hả? Kinh tế hả? Kinh tế tụi bay hay nhờ vào đỉ điếm thì sao? Đỉ điếm thì sao, đúng không? Tụi bay hả? Gái làm đỉ, trai đi lính, bắt lính, tụi bay bắt lính vì tụi bay thiếu lính, bắt lính đi đi đánh thuê để tụi bay hưởng được những cái đồng đô la nè. Nói cho mấy anh lính ngụy nghe, tụi anh đánh gì khổ cực vậy đó, rồi đô la là cho mấy thằng chỉ huy nó hưởng chứ có ai hưởng đâu. Nhưng mà tại sao không 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 có mở mang được cái trí óc ra mà quay về với nhân dân đi, ở đó hoài để nhân dân người ta nói hoài thiệt, không không muốn chửi nữa anh, tại vì anh cũng là dân tộc, tụi tôi cũng là Việt Nam, anh cũng là Việt Nam, nhưng mà anh ngu quá nên tụi tôi phải chửi. Có cái trại đó nuôi dưỡng cựu chiến binh mà mấy anh biết không, tối có nhiều ông bình thường không sao, có nhiều chú mà bị tâm thần, tối tới mà nghe tiếng động, chỉ một cái tiếng động nhẹ thôi, nổ lên mấy chú tưởng bom nổ, là mấy chú chạy đi kiếm chỗ trốn, chạy đi kiếm chỗ trốn, mấy chú tưởng bom nổ đó. Rồi nhiều lúc họ ra bụi cây đó ngồi khóc, ngồi khóc thì hỏi làm sao thì nói là đồng đội đó, đồng đội của tao đó chết rồi đó, bây giờ tao không biết nó đâu, tao đi kiếm nó. Đó là những cái di tích chiến tranh còn sót lại do Mỹ ngụy làm ra như vậy đó. Rồi có nhiều chú thì hỏi hả, dân tao đâu rồi, dân đâu hết rồi, có ai giết dân tao không để tao ra tao cứu đó. Tụi mày có thấy không? Rồi chưa, người ta bị tâm thần mà 30 tháng 4 đó, người ta hả còn dắt cờ, người ta ca bài như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Người ta bị tâm thần do tụi mày làm, nhưng tim của người ta không có bị tâm thần, tim của người ta vẫn còn cái máu nóng của người cộng sản, người ta vẫn còn yêu nước. Người ta bị tâm thần do người ta quá yêu nước, tụi bay hiểu không? Mà cái tâm thần đó do tụi mày làm ra nữa chứ không phải là là cái gì hết. Mà chưa tính chất độc dioxin tụi bay rải rải thảm khắp ở Việt Nam hả, cho hả di chứng sau này là con cháu họ bị, tụi mày hại tới đời con đời cháu người ta luôn, mà tụi mày nói cái gì? Cho cả những thằng quỷ, những con cháu của thằng quỷ nó cũng dính chất độc do cam dioxin đó. Còn sót còn như vậy đó, tụi mày có mở mắt tụi mày ra tụi mày coi không? Đâu có coi. Đúng chính nghĩa quốc gia của tụi mày, chính nghĩa quốc gia hả? Bán nước, chính nghĩa quốc gia cái gì? Cờ ba sọc của tụi mày đã bị Mỹ bỏ vô thùng rác từ lâu rồi. Thứ tụi mày nó nghe nè, tụi mày chỉ biết là đánh thuê rồi sai đâu đánh đó chứ, nhưng mà tụi mày biết gì đất nước Việt Nam, có biết gì đó. Tới dân miền Nam bây giờ còn đè đầu nhau mà sống, dư tư tưởng của tụi mày đó, còn những còn tàn dư tư tưởng mới đè đầu nhau sống vậy đó. Thua, chính quyền của tụi mày là suốt đời có đánh ngàn năm trăm năm tụi mày cũng thua người cộng sản, tại vì người cộng sản người ta yêu nước, đến với cái nước này bằng cái tâm chứ không phải như tụi mày đưa tiền là đánh đâu. Ôi, các anh ơi có ai quan ba sọc không, kêu nó vô đây phản biện với em chơi cho vui chứ con mình em nói hoài chán quá.
Kêu ba sọc vô đây. Ba sọc đóng hết rồi. Các anh mời ba sọc vô đây, em phản biện với tụi nó. Nghe nói tụi nó dữ lắm mà, không? Đâu ai dám nói tụi nó đâu, phải không? Kêu tụi nó vô đây. Để ăn thằng con nít tiếp hết cho. Ba sọc đâu hết rồi. Một cái đấu trường vậy, nghe nói có thằng Quách Phú Thành dữ lắm không? Kêu nó vô đây. Quách Phú Thành nghe tiếng nó lâu rồi đó. Thằng bán dịch mà đòi làm chuyện chính trị. Ở tù với con Phú Thành nha. Gửi luôn đó, ở tù với con. Không, em nghe nói trong đấu trường này như có một Quách Phú Thành nó dữ lắm. Dữ lắm, Quách Phú Thành. Nghe đâu ở Long Xuyên, Châu Đốc dữ lắm. Bán dịch mà rồi làm chuyện chính trị. Có nghe nè, nhập kho có bữa đó. Tao điều tra được địa chỉ là nhập kho có bữa nha. Giỏi, đưa cái hình mày đưa cái hình thật của mày ra đây để tao cho mày đi nhập kho luôn. Có nghe nè, bản lĩnh chính trị không có, mưu lược không có, quân đội hàng nhát nhút nhát, tối ngày chỉ biết đi chơi gái, đó là bọn ba sao. Đó là lý do tại sao những cái quán bar nó mở đầy, nó mở nhiều hơn trường học. Nó dạy trong khi hả, những người cộng sản người ta đang hả, dạy con cháu người ta hướng tới hòa bình để mà hả, chung tay xây dựng đất nước, thì tụi nó dạy con cháu nó sống trong phù hợp chiến tranh, dạy ngu con cháu để cho con cháu hận chính người Việt Nam của nó. Tụi bay dạy kiểu gì, giáo dục kiểu gì, tụi mày dạy tụi nó phải yêu nước Việt Nam, yêu nước bằng cái cách đánh phá của tụi mày, là kêu người dân đi biểu tình rồi bắt con nít đi việc biểu tình, Dương Văn Ron biểu tình chống phá là yêu nước đó hả? Thôi đó không phải là yêu nước, đó là bán nước chứ không phải yêu nước. Làm sao mà người giống như người cộng sản đi tới đâu cũng được công nhận thì tụi mày yêu nước. Tụi tao còn được vô cả gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là tụi bay có được vô không? Không có được vô. Tụi mày không được công nhận. Mở mồm ra khô môi múa mép gọi là cái cờ của mày được công nhận. Được công nhận có được vô cái hiệp hội gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc không? Tại sao tụi tao được vô đó? Tại tụi tao, dạ em chào anh Nổi Da Cá. Tại tụi tao được, tụi tao là đất nước gìn giữ hòa bình, gìn giữ được hòa bình nên tụi tao mới vô được cái hiệp hội gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Còn tụi mày là những kẻ gây ra chiến tranh nên tụi mày không vô được. Đơn giản là vậy đó. Hơi hơi chỉ có Bác Hồ, chỉ có Bác Hồ mới làm được điều đó, mới cho quân đội nhân dân Việt Nam được ha, là ưu ái, được dân đi dân nhớ, là ở dân thương, là quân đội nhân dân Việt Nam đi tới đâu dân chứa tới đó, là quân đội nhân dân Việt Nam đi tới đâu dân chửi dân giết tới đó là ngụy. Hồi đó chỉ một nhóc thôi, khi mà thấy lính chạy vô nó kêu mẹ, nói mẹ ơi lính tới kêu mấy chú chui xuống hầm trốn đi, thằng nhóc mà còn sợ tụi bay mà. Chỉ một nhóc thôi, nó còn sợ tụi mày đó. Mẹ ơi lính tới rồi, kêu mấy chú xuống hầm trốn đi. Tao nghe câu nói đó của một thằng nhóc. Chắc bây giờ cũng già rồi, tại đó là trước 75. Thì kêu là một bác, bác nói như vậy đó. Mày còn thua cả một thằng nhóc. Thằng nhóc còn sợ tụi mày. À, thằng Nguyễn Thái Học hôm qua nó nói tới mấy giờ chú Nổi Da Cá. Nô Da Cá. Hôm qua thằng Nguyễn Thái Học nó nói tới mấy giờ. Con lên con không não nó rồi, nó không có nói nữa. Đang hôm qua đang coi mà bị gián đoạn nên thành ra con coi không hết.
11:30 luôn hả? Cũng đủ được tốt á, nhưng mà không có lý lực gì để nói hết. Thằng đó vô thì một phát một là cho ra liền. Nó chỉ chửi vừa thôi chứ đâu có lý lực đâu mà nói. Người ta nói với nó bằng lý lực mà nó được chửi bừa không chết được. Ngu dốt chính trị mà đòi làm chính trị sao được? Về nhà đó quốc đất đồng vai. Nó trốn đâu rồi? Nguyễn ngu đu càng đó, Nguyễn Thái Học đó. Nguyễn ngu đu càng đó, hôm qua anh Quốc Duy Nguyễn anh kêu là Nguyễn ngu đu càng đó. Còn nữa, còn nhiều lắm để kể tiếp ngoài hát của Nguyễn cho nghe. Tiếp tục trở lại chủ đề chứ không phải là chủ đề. Tội hát của Nguyễn là tiếp tục đây nè. Những cái nhà dân mà nó nghi á, nó nghi mà chứa bộ đội là nó đốt hết rồi. Nó chỉ nghi thôi nha, là nó đã đốt rồi. Đâu có biết, nó đâu có biết, nó đâu cần biết mày dân thường hay dân gì tao nghi là tao đốt rồi. Là con gái của tụi, con gái đàn bà đó, tao thích là tao hiếp đó. Nó là vậy đó. Ô ghê vậy, giải phóng luôn hả? À, anh Mai Dương ơi, về chưa tới là phỏng giái rồi chứ giải phóng gì nổi mà. Ta giải phóng tới 20 năm mà nó kêu nó về nó giải phóng liền vậy đó hả? Dữ quá ha. Không, vừa về thôi là an ninh nó bắt đi tù rồi. Vừa về tới là an ninh nó bắt đi tù rồi. An ninh giỏi lắm, vừa về tới sân bay là cứ những cái người mà vô mà cái sổ đen đó là sẽ bị bắt đi tù. Bởi vậy đó là lý do tại sao mà con Lisa Phạm nó đâu về đâu, nó sợ đâu về đâu, nó sợ bắt nó đâu về, mà cứ chỏ mỏm rồi chửi hoài hả? Kêu về Việt Nam á, mà coi Việt Nam như thế nào mà nó cứ chỏ mỏm rồi chửi, đâu dám về đâu. Giải phóng Việt Nam nghe quải quá. Cỡ như mấy thằng Việt Tân nó còn bị giết chết như một con chó đó mà giải phóng Việt Nam. Nữa. Bảo Ngọc nữa. Lên đây cưng. Anh rủ cưng lên. Biết mày là ông già đó nhưng mà tao kêu mày bằng cưng. Tại vì mày không xứng đáng để tao kêu mày bằng ông đâu. Đây, lên đây cưng. Lên đây nè. Lên đây. Anh đưa cưng lên cưng nói chuyện. Thằng già này già trốn luôn đi thằng già quỷ nô. Ủa nãy giờ mày rặn ra được chữ con chó lé thôi đó hả? Mày không rặn ra lý luận gì mày nói hết đúng không? Đó là chứng tỏ cái giáo dục của ba que là nó chỉ tới đó thôi à, không có nhiều. Cho nên là cứ ngồi cứ đặng ra đựng con chó lé đó. Không, nó mê gì nó lấy cái đó anh Tuấn Nguyễn ơi. Nó mê gì nó lấy cái đó. Tại bản tính đàn bà nên nó lấy tên con gái, nó lấy tên con gái rồi nó lấy hình đại diện con gái luôn. Bản tính là bản tính đàn bà, đâu chắc làm gì. Tụi mày nói là cộng sản bắt Việt cưỡng chiếm miền Nam để tao giải thích cho nghe. Tụi tao mời người ta vô giải phóng luôn á chứ không ai cưỡng chiếm đâu. Có tụi mày tuyên truyền bậy bạ chứ tụi tao mời người ta vô luôn á chứ không ai cưỡng chiếm. Đó là lý do tại sao mặt trận giải phóng được thành lập. Tại vì mình tụi tao đâu có chống chọi nổi tới hai quân đội đâu. Tụi tao phải nhờ anh em miền Bắc vô.
nghe lén mà nó rặn ra được câu con chó lé đó, rồi là nó không rặn được nó. Ngu tới vậy đó. Mẹ nó hồi trước 75 mẹ nó khổ. Khổ tới nỗi mà cái ông thầy chùa đó tức ông thích quán thích thích quán đức đó, thích quán đức đó, ông còn tự thiêu để ông đòi tự do nữa. Mày hại tới người ta tu hành tụi bay còn không tha nữa mà tụi bay đòi nói ai. Tới tới cái bà gì đó, bà Trần Lễ Xuân đó, bà kêu mà muốn 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 tự thiêu tôi mua xăng cho thiêu, bà kêu vậy đó. Thầy chùa cái người ta tu đó tụi bay còn không tha nữa, tụi bay rồi 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 hả, nhân đạo với tụi bay hả, tụi bay lên tiếng, tụi bay mở miệng dân chủ với ai, thiên chủ cội hả, xài hả, khổ nạn khổ nạn. Nguyễn Mông Ngọc nghe lén xong rặn ra được có ba chữ rồi kêu lên tranh luận phản biện mà không dám lên, không dám lên, nó đâu dám lên nữa. Kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa vì sao giàu có, tại vì nó dơ dét cả thằng Lào thằng Campuchia, nó còn không tha, nó còn kêu Campuchia với Lào viện trợ cho nó mà. Các nước đều phải viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa bởi vậy nó mới giàu, nó không có tự tay nó làm nên được cái người ta viện trợ cái thứ đó mà người ta buông ra nó chỉ có nghèo nó đói thôi. Còn hôm nay người cộng sản người ta là tăng gia sản xuất là người ta đánh giặc luôn này nè, vừa đánh vừa làm đây nè, là người cộng sản. Chào Tiến Đạt Dương, tại vì không không tăng gia lấy gì đâu đánh giặc, mà không đánh giặc thì thằng giặc nó cướp của ta, cho nên phải tăng gia vừa đánh giặc, đó là người cộng sản. Đúng là anh, nó xin hết thế giới luôn mà. Nó xin còn mình phải mình làm ra đây nè, mình làm ra cái bố Mỹ của tụi mày nó còn phải về về đây nè, cập bến cảng Đà Nẵng còn phải tặng tàu chiến cho tụi tao, là bố Mỹ của tụi mày đó. Không, cái lúc đó tụi mày tức lắm, tụi mày nói tụi tao đi xin nhưng thật chất tụi tao đâu xin, không ai đi xin hết đó. Nó tự tới nó tặng, mẹ nó còn hát bài nói dòng tay lớn của tụi tao nữa mà, tức lắm đó, tức lắm đó mà không làm gì được. Tụi nó tức lắm mà đâu làm gì được đâu. Thằng con thì ghét mình mà bố nó lại khoái mình nữa. Để cái ông Obama ông còn phải cúi đầu thì mà bắt tay người cộng sản còn phải cúi đầu đó, ông còn về đây ông ăn bún chả của cộng sản kìa. Rồi giờ tới chính quyền của Donald Trump là về đây tặng tàu chiến, thằng bố nó phái cộng sản mà con ghét cộng sản là sao? Kỳ á. Ngu nuôi tụi mày tốn cơm tốn áo người ta, bởi vậy người ta trục xuất cả ngàn người về đó, giờ tụi tao phải nhận những cái cả 1.000 người ăn bám của tụi mày đó. À mà chào Võ An mà nhớ nè, về đây nhớ đừng ăn cơm gạo cộng sản ha, đừng ăn, đừng bao giờ ăn, biết sao không, bị tụi bay chửi tụi tao á, là gạo mốc cơm thiêu á, thì đừng bao giờ ở đó mà chết đói đi, ở đó chết đói nha, đừng bao giờ đụng tới hạt gạo của Việt Nam nha. 1.000 người 1.000 thằng ăn bám, giờ tụi tao phải rước về tụi tao nuôi, nó chửi mình cho đã giờ mình phải rước nó về nuôi. Chứ giờ thằng Mỹ nó trục xuất là nó đâu biết đi đâu đâu, đi đâu cũng bị từ chối, thành ra nó phải về Việt Nam mà nó phải về là mình phải nuôi nó, mình phải nuôi nó. Khổ nạn nghe không, cũng khổ luôn.
Đúng là khổ nạn. Dùng phòng nói chuyện cho dễ nghe. À, đúng rồi, nó dành tiền nó về Việt Nam nó ăn, rồi tiền tiền của nó đó mình lấy mình xài tiền của nó luôn. Nói gì đó, nó tức lắm, nhưng mà nó bắt buộc phải về thôi. Tại vì nếu mà không 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 về ai 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 nuôi nó thì nó phải về. Mà nó nghe nè, mà mở cái cửa ra cho nó sáng xíu cho thấy cái mặt kia. Nó nghe nè, vậy vậy đây rồi đừng có đụng tới cơm gạo cộng sản nhau. Tại vì ghét mà đừng nha, đừng ăn đừng uống vậy. Vậy cứ ở mòn đó là chết từ từ đi, đừng có ăn uống vậy. Nghe không, đồ cộng sản không mày. Nghe tụi mày thôi, bữa nay em chia sẻ nhiều đó thôi, em chào các anh. Tại vì bữa nay không thấy thằng nào lên phản biện á. Chào các anh, để em lưu video này lại cho các anh chia sẻ.